Sói và sóc. Sóc nhảy nhót truyền cành thế nào, ngã trúng vai vào chó sói đang ngủ. Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin, xin ông thả cháu ra. Sói trả lời, thôi được, ta sẽ thả mày. Có điều mày hãy nói cho tao hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy? Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên tán cây cao. Sóc nói, ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá. Sói thả sóc ra, thế là sóc tót lên cây và nói chỏ xuống. Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả. Sư tử, chó sói và cáo. Sư tử già ốm nằm trong hang, tất cả mọi con thú đều đến thăm vị chúa, chỉ có cáo là chưa. Thế là sói vui mừng được dịp đặt điều cho cáo trước mặt sư tử. Sói nói, mụ ta chẳng coi ngài vào đâu, mụ không đến thăm chúa lấy một bận. Và vừa lúc đó thì cáo chạy đến, nó nghe thấy nó điều của sói nói, liền nghĩ bụng, đợi đấy sói ạ, ta sẽ trả thù mày. Sư tử quát mắt cáo. Cáo liền thưa, xin chúa đừng vội xử tội kẻ bề tôi, xin cho kẻ bề tôi được nói một lời. Kẻ bề tôi không đến đây được là vì không còn có lúc nào, mà không có lúc nào là bởi vì kẻ bề tôi phải chạy khắp thế gian đi hỏi thuốc cho chúa, mãi đến bây giờ mới tìm ra, thế là vội chạy đến đây ngay. Sư tử bèn hỏi, thuốc gì kia? À, dạ thưa, thuốc là thế này ạ. Nếu lột da một con sói đang sống, rồi chúa khoác bộ da ấm áp của nó vào. Sư tử căng bộ da sói ra, cáo bật cười và bảo, thế đấy người anh em ạ, không nên xui chúa làm điều ác, mà phải xui làm điều lành kia. Chó sói và cừu non. Chó sói nhìn thấy một con cừu non uống nước bên sông. Chó sói muốn ăn thịt cừu non, thế là nó liền hoạnh hẹ cừu. Nó nói, mày làm đục nước của tao, không cho tao uống. Chú cừu non cãi lại, ông sói ơi, cháu làm sao có thể làm đục nước của ông, bởi vì cháu đứng ở cuối dòng nước, hơn nữa lại chỉ chúm chím miệng uống nước bằng đầu môi mà thôi. Nhưng sói lại nói, được, thế tại sao mùa hè năm ngoái mày chửi bố tao? Cừu non đáp, thưa ông sói, nhưng hè năm ngoái mẹ cháu còn chưa đẻ cháu. Sói nổi cáu vì nói ác, không cần lý sự với mày, tao đang đói bụng đây, vì thế mà tao ăn thịt mày. Chó sói và bà cụ già. Một con sói đói đi tìm mồi, đến cuối làng, sói nghe thấy trong căn nhà gỗ một thằng bé đang khóc và bà cụ già bảo nó, mày không nín đi, tao đem mày cho chó sói ăn thịt. Sói không đi tiếp nữa mà nằm đợi người ta đem cho nó thằng bé. Đêm đến, sói vẫn chờ đợi và nghe thấy bà cụ già lại nói, đừng khóc bé ơi, bà không mang cháo cho sói đâu, sói mà đến là ta sẽ giết nó. Sói nghĩ bụng, rõ ở đây người ta nói một đàng làm một nẻo, thế là nó vội chuồn khỏi làng. Chó, gà trống và cáo. Chó nhà và gà trống rủ nhau đi chu du. Tối đến, gà trống lên ngủ trên cây, còn chó thu xếp nằm ngay dưới gốc cây đó, ở giữa các đám rễ cây. Đến giờ đến khắc, gà trống cất tiếng gáy. Nghe tiếng gà trống, cáo chạy đến đứng dưới nài xin gà trống xuống đất với nó, làm như nó muốn bày tỏ sự kính trọng đối với gà trống vì giọng gáy của gà trống hay quá. Gà trống bèn đáp, trước hết cần đánh thức người quét sân đã, bác ta nằm ngủ giữa đám rễ cây, cứ để bác ấy quét dọn cho đỡ ướt át đã, khi ấy tôi sẽ xuống. Cáo sụp đi tìm người quét sân và tìm đến nơi, chó nhà lập tức chồm dậy cắn chết cáo. Cáo và sói.
Cáo thấy sói mài răng, liền hỏi: "Anh mài răng làm gì thế? Có ai đâu mà đánh nhau?" Sói trả lời: "Phải mài giũa răng khi chưa phải đánh nhau. Đến khi đánh nhau thì chẳng còn lúc nào mà mài giũa nữa." Sói và ngựa cái. Sói muốn bắt ngựa con, nó đến gần đàn ngựa, nói: "Vì sao con ngựa con ở đây khập khiễng chân? Hay các người không biết chữa chạy? Họ nhà sói chúng tôi có một thứ thuốc nên chẳng bao giờ bị què chân hết." Một con ngựa cái liền nói: "Thế thì chữa cho cái chân sau bên phải, không hiểu sao đau đau trong móng ấy." Sói đến gần ngựa cái, và khi nó vừa đi vòng ra phía sau ngựa, ngựa cái đá hậu cho sói một cú, làm gãy hết răng sói. Sói và khúc xương. Chó sói đang ngoạm khúc xương, mấy con chó con xông vào sói. Sói có thể cắn chết cả lũ chó con, nhưng không muốn quắt mõm ra để khỏi đánh rơi mất khúc xương, nên sói bỏ chạy khỏi lũ chó con. Sói cái và lợn. Một con sói cái xin lợn cho vào ngủ trọ. Lợn cho sói vào. Sói cái đẻ một bầy sói con. Lợn đòi lại chỗ của mình. Chính chị cũng thấy đấy, sói con còn nhỏ cả. Chị thư thả cho ít lâu, sói mẹ nói. Lợn nghĩ, ta đợi ít lâu vậy. Mùa hè qua, lợn lại đòi chỗ. Sói mẹ trả lời: "Cứ thử động vào bọn ta đi, bọn ta có những sáo, bọn ta sẽ xé xác mày ra." Chó sói và cáo. Chó sói chạy trốn đàn chó nhà, định trốn vào trong rãnh nước, nhưng trong rãnh nước đã có một con cáo đang ngồi ở đó rồi. Cáo nghiến răng dọa sói và bảo: "Ta không có cho nhà anh vào đây nha, đây là chỗ của ta." Sói không tranh cãi, chỉ bảo: "Nếu như đàn chó nhà mà không đuổi gần tới thì ta đã cho mày biết đây là chỗ của ai. Còn bây giờ có lẽ mày nói đúng." Cáo và chó sói. Cáo bị bọ chét cắn. Nó nghĩ ra cách diệt bọ chó. Nó ra sông và quay lưng thò đuôi xuống nước. Bọ chét từ đuôi cáo nhảy lên cả lên lưng cáo. Cáo bước cả hai chân sau xuống nước. Bọ nhảy cả lên lưng cáo, nhảy cả cổ, cả đầu. Cáo xuống nước rất sâu, đến mức chỉ còn thấy mỗi cái đầu. Tất cả bọ chó tụ tập về cái mõm cáo. Khi ấy cáo lặn xuống nước, bọ chó nhảy ráo lên bờ. Thế là cáo lên khỏi nước ở một chỗ khác. Chó sói nhìn thấy mọi chuyện và rất tâm làm tốt hơn. Nó nhảy tót xuống sông, lặn thật sâu và ngồi lì trong nước. Nó nghĩ bụng, bọ chó bám trên người nó chắc chết ngạt. Sói ra khỏi nước, nhưng bọ chó bám trên người nó sống lại và lại cắn nó.